Chào các bạn và rất vui được đồng hành cùng các bạn bước sang ngày thứ 11 trong chuỗi 28 ngày thực hành lòng biết ơn theo cuốn sách The Matrix của tác giả Rhonda Byrne, được chuyển thể sang tiếng Việt bởi thầy Nguyễn Phúc Quang Ngọc. Ngày hôm nay của chúng ta mang tên Buổi sáng nhiệm màu. Khi thức dậy mỗi sáng, hãy nghĩ về đặc ân được sống, được suy nghĩ và được cảm nhận tình yêu. Cách dễ nhất và đơn giản nhất để đảm bảo một ngày sắp tới sẽ tràn ngập phép màu, đó là khiến cho buổi sáng của bạn tràn ngập lòng biết ơn. Khi thể hiện lòng biết ơn trong những hành động thông thường vào buổi sáng, bạn sẽ cảm thấy và nhìn thấy phép màu hiện diện trong suốt cả ngày. Mỗi buổi sáng luôn có rất nhiều cơ hội để biết ơn, và việc này không khiến bạn mất thêm thời gian bởi bạn có thể thực hiện chúng một cách tự nhiên như những việc bình thường vẫn làm. Việc thể hiện lòng biết ơn trong buổi sáng còn có thêm một lợi ích nữa, đó là khi làm những việc thường ngày, bạn có nguy cơ tự tổn hại chính mình bằng những suy nghĩ tiêu cực mà không hề nhận ra. Bạn sẽ không thể suy nghĩ tiêu cực khi tâm trí đang bận tìm kiếm những thứ để biết ơn. Sau khi thực thi phương pháp này, bạn sẽ hạnh phúc và tự tin hơn. Ngày mới của bạn sẽ thật tuyệt vời, nó sẽ tràn ngập phép màu. Khi thức dậy vào mỗi ngày mới, trước khi cử động, trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nói từ nhiệm màu, cảm ơn. Nói cảm ơn vì bạn vẫn đang sống và bạn lại có thêm một ngày nữa để sống. Cuộc sống là một món quà, mỗi ngày là một món quà, và khi bạn nghĩ kỹ về điều này thì thật vô lý khi một ai đó có thể thức dậy vào mỗi buổi sáng mà lại không cảm thấy biết ơn những ngày khác. Nếu bạn nghĩ rằng ngày mới thì có gì ghê gớm đâu thì bạn lầm rồi. Bất kể bạn đang còn ngái ngủ hay tiếng chuông báo thức đã đánh thức bạn dậy đi làm, hay bạn ngủ nướng trong dịp cuối tuần, thì khoảnh khắc thức dậy, bạn hãy nói từ nhiệm màu cảm ơn vì đã có thêm một ngày để sống. Nói cảm ơn vì giấc ngủ ngon mà bạn đã có. Chẳng phải bạn thật hạnh phúc khi có một chiếc giường để ngủ với gối và khăn trải giường sao? Khi chạm chân xuống sàn, hãy nói cảm ơn. Bạn có phòng tắm không? Cảm ơn. Bạn có thể mở vòi và ngay lập tức có nước sạch vào mỗi buổi sáng không? Cảm ơn. Hãy tưởng tượng về những người đã đào đường, lắp đặt các đường ống suốt chiều dài đất nước, xuyên qua những thành phố, dọc theo những các tuyến đường đến nhà bạn, để bạn có thể vặn vòi và nhận được dòng nước mát, trong lành và ấm áp. Khi cầm bàn chải và kem đánh răng, cảm ơn. Không có chúng thì một ngày của bạn sẽ không dễ chịu đâu. Cảm ơn khăn bông, xà phòng, gương và mọi thứ có trong phòng tắm mà bạn sử dụng để cảm thấy mát mẻ, tỉnh táo và sẵn sàng cho ngày mới. Khi bạn mặc quần áo, hãy nghĩ rằng mình thật hạnh phúc khi có trang phục để lựa chọn và mặc lên người. Nghĩ về tất cả những người đã tham gia vào quá trình tạo nên những món quần áo mà bạn đang mặc trong một ngày. Khả năng cao là trang phục của bạn có xuất xứ từ nhiều nước khác nhau trên thế giới. Cảm ơn tất cả mọi người. Bạn có giày không? Thật may mắn đấy. Hãy tưởng tượng phải sống mà không có chúng xem. Cảm ơn vì tôi có giày dép. Tôi luôn luôn cảm thấy vui vẻ vào thời điểm bắt đầu một ngày mới, một nỗ lực mới, một khởi đầu mới, bởi vì có thể phép màu đang chờ đợi ở một góc nhỏ khuất sau mỗi buổi sáng. Hãy khiến hôm nay trở nên tốt đẹp nhất có thể bằng cách tập trung thực thi lòng biết ơn và mang phép màu vào các hành động trong buổi sáng. Từ khoảnh khắc bạn mở mắt ra cho đến lúc bạn mang giày vào và sẵn sàng cho ngày mới, hãy nói từ nhiệm màu, cảm ơn, trong tâm trí khi chạm vào hay sử dụng bất cứ thứ gì. Có thể điều đầu tiên bạn làm không phải là tắm rửa hay thay quần áo, nhưng bạn vẫn có thể sử dụng phương pháp buổi sáng nhiệm màu và áp dụng nó trong bất cứ hoạt động nào. Nếu bạn thức dậy và việc đầu tiên là ăn sáng, thì khi chạm vào hay sử dụng bất cứ món nào, hãy nói từ nhiệm màu, cảm ơn. Hãy cảm ơn tách trà, cảm ơn cà phê, nước trái cây hay bữa sáng của bạn. Chúng khiến buổi sáng trở nên thật thú vị và mang đến năng lượng cho ngày mới. Hãy biết ơn những dụng cụ nhà bếp bạn dùng để nấu bữa sáng: tủ lạnh, đĩa, bếp lò, lò nướng, máy pha cà phê hay ấm đun nước.
Mỗi ngày không sót một hôm nào, tôi đều nói cảm khi đặt một chân xuống đất, và khi đặt chân còn lại, tôi nói ơn. Để một khi hai chân chạm sàn lần đầu tiên trong ngày, tôi đã nói từ cảm ơn. Khi đi đến phòng tắm, mỗi bước đi tôi đều nói từ niệm màu cảm ơn trong tâm trí. Sau đó tôi tiếp tục cảm ơn trong tâm trí mỗi khi chạm vào và sử dụng những thứ trong phòng tắm. Cho đến lúc thay quần áo và chuẩn bị cho ngày mới, tôi đã cảm thấy hạnh phúc đến nỗi có thể nhảy cẫng lên. Và khi cảm thấy tốt đẹp đến mức ấy, tôi biết rằng lòng biết ơn đã có hiệu quả. Chắc chắn tôi sẽ có một ngày nhiệm màu. Trong suốt hôm ấy, tôi thực sự cảm thấy như có phép màu luôn bên cạnh mình, vì cứ hết điều tốt đẹp này đến điều may mắn khác xảy ra. Và khi những chuyện tốt đẹp xảy đến, tôi lại càng cảm thấy biết ơn hơn, và như thế thì phép màu càng mang đến nhiều điều tốt đẹp hơn nữa. Bạn có nhớ những ngày mà mọi thứ đều suôn sẻ tuyệt vời không? Vâng, đó sẽ là điều bạn nhận được khi bạn thực thi phương pháp buổi sáng nhiệm màu, nhưng kết quả thật sự còn kỳ diệu hơn gấp bội. Để thực thi phương pháp nhiệm màu của ngày hôm nay, bạn hãy thực hiện theo 4 bước sau. 1. Khi thức dậy vào đầu ngày mới, trước khi làm bất cứ việc gì khác, hãy nói từ niệm màu, cảm ơn. 2. Từ khoảnh khắc bạn mở mắt cho đến khi đã làm xong mọi thứ và sẵn sàng cho ngày mới, hãy nói từ niệm màu, cảm ơn trong tâm trí mỗi khi bạn chạm hay sử dụng bất cứ thứ gì. 3. Cảm thấy mình thật hạnh phúc, viết ra danh sách 10 điều hạnh phúc, viết lý do tại sao bạn cảm thấy biết ơn. Đọc lại danh sách với mỗi điều hạnh phúc và hãy nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn và cảm thấy biết ơn đối với điều đó. 4. Trước khi đi ngủ, hãy cầm hòn đá nhiệm màu trong tay và nói từ nhiệm màu cảm ơn vì điều tốt đẹp nhất đã xảy ra trong ngày hôm đó. Chúc bạn thành công, hẹn gặp lại bạn vào ngày hôm sau. Cảm ơn bạn đã chú ý lắng nghe.